Chào mọi người, mình đang có một cái TV Philips 29 inch CRT. 29 inch có 108W nha mọi người, tương đương cái TV màn hình LCD mỏng á, 40 inch. Thì nó có mấy cổng HDMI nè, cổng ra cổng vô AV, rồi cái cổng anten. Giờ mình cắm điện mình test thử cái TV nha mọi người. Giờ mình cắm cái dây cáp anten vô, CCTV vô. Philips 50-60Hz, 118W. TV này made in Singapore nha mọi người. Giờ mình bật nguồn để cho TV nó khởi động. Cái kênh STV này tới 60 kênh nha mọi người. Rồi, giờ mình sẽ bắt từ kênh 45, 46, 47, 48, mình bắt hết dòng cho mọi người xem nha. Năm 2 nè, năm 3, năm 4, năm 5, năm 6, năm 7, năm 8, năm 9, 60, 61, 62, 62 hết rồi, 60 hết rồi mọi người. 60 đài AV1, AV2, AV3. Rồi, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Đó, một TV mà hình ảnh đẹp mọi người, âm thanh hay nữa. Có bên trong cái TV này có cái bộ loa súc nha mọi người, mình xúc trong luôn, mình không có tiền bật âm thanh để dính bản quyền mọi người. 12, 14 nè, VTV 9 nè, âm thanh nghe hay lắm. Một cái TV 29 inch CRT Philips mà tiêu thụ công suất chỉ bằng một TV LCD 40 inch thôi, rất tiết kiệm điện mọi người. Thông thường cái TV mà cái này mà Sony nha, CRT 29 inch cỡ Sony cũng phải gần 200W thôi mà. Rồi, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24 nè, 25 nè, 26 nè, 27 nè, 28 nè, 29 nè, 30 nè, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Rồi, giờ mình xong rồi mọi người. Giờ mình tắt TV. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.